Và đã quay trở lại với kênh của Xưởng Tượng Gỗ. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho cả nhà một siêu phẩm Đạt Ma Hàng Long được chế tác trên nền chất liệu là gỗ trắc đỏ đen. Và sau đây em sẽ quay kỹ hơn để giới thiệu tác phẩm cho cả nhà. Sản phẩm có mã là TDM164, có kích thước là cao 85, ngang 80 và chiều sâu của tác phẩm này là 45. Và tác phẩm này khi được qua được có nặng tận 28,5 kg. Có kích thước kỷ bên dưới là cao 10, ngang 50 và chiều sâu là 40. Và tác phẩm này thì bằng chất liệu là gỗ trắc đỏ đen. Các bác có thể thấy là gỗ trắc đỏ đen là một loại gỗ rất là VIP đấy, được xếp vào nhóm 1A, các loại gỗ quý hiếm. Và gỗ trắc thì thường nổi bật với những đặc điểm như là thớ gỗ rất là mịn và màu sắc gỗ rất là đẹp. Và đặc biệt thì gỗ trắc có thể chống được mối mọt. Cho nên là các bác chơi tác phẩm gỗ trắc trong gia đình thì rất là yên tâm rồi ạ, vì gỗ trắc thì rất là cứng, cho nên là sẽ không bị lứt và các bác có thể chơi tác phẩm ở đây hàng trăm năm luôn. Và các bác có thể ngắm nhìn diện mặt của cụ Đạt Ma này, các bác có thể thấy là diện mặt của cụ đục rất là thần thái ạ. Những cái ánh mắt hay là những cái chòm râu được đục tỉa ra hết này các bác này. Ở trên vầng trán của cụ rất đục, rất là cao nữa ạ. Còn có những nếp nhăn ở trên trán nữa ạ. Và tà áo của cụ thì đục, đều đục rất là bay các bác ạ. Tà áo của cụ này các bác có thể chiêm ngưỡng ạ. Và những cái chuỗi hạt thì được đục chập tỉa hết ạ, được chập. Và cụ đang cưỡi trên mình là một chú rồng ạ. Và các bác có thể thấy là thế Hàng Long đấy ạ. Các bác có thể thấy là rồng bên em mà đục rất là đẹp ạ. Những cái vảy rồng đục tỉa hết lên này các bác này, những cái râu rồng này hay là những cái sừng này đục tỉa một cách rất là tỉ mỉ đấy ạ. Và rồng thì là một loài linh vật số 1 trong các tứ linh rồi ạ. Và rồng trong phong thủy thì là một biểu tượng của lý tưởng, của sức mạnh và sự thịnh vượng ạ. Và mang theo những nguồn năng lượng rất tốt đối với gia đình ạ. Và sau đây thì em sẽ quay tiếp đến phần dưới ạ, là phần sóng của cụ đang đứng ạ. Các bác có thể thấy là phần sóng được đục tỉa rất là đẹp này các bác này, giống như những đám mây này ạ. Và ở giữa còn có một viên ngọc làm trung tâm. Và người ta còn quan niệm rằng tượng gỗ Đạt Ma có thần thái càng hung dữ thì có hiệu quả trấn trạch ngày càng cao ạ. Và khi điêu khắc một pho tượng Đạt Ma thì người nghệ nhân gặp khó khăn lớn nhất là điêu khắc đôi mắt của ngài ạ. Và đôi mắt của sư tổ Đạt Ma thì thường to và sâu ạ, và thần thái như đang nhìn vào hư vô ạ. Và đôi mắt trừng trừng bất động như đang có mãnh lực vô hình ạ, khiến người khác phải khiếp sợ ạ. Và như vậy thì hình ảnh cụ Đạt Ma được gắn liền với thần thái dữ tợn và được các nhà phong thủy xếp vào những pho tượng có tác dụng trấn trạch tốt nhất ạ. Và khi các bác đặt những pho tượng Đạt Ma trong gia đình thì sẽ giúp ngăn chặn được nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng đến cho gia chủ ạ, mà còn có thể tăng lên được sức mạnh cho gia chủ, tránh được tà ma quấy nhiễu ạ. Và tác phẩm này thì đang đục bằng thế là thế Hàng Long ạ, thì mang một ý nghĩa trấn trạch rất là mạnh ạ. Và hình ảnh này thì thể hiện sức mạnh và ý chí sẵn sàng chiến đấu ạ, trong bất kể tình huống nào xảy ra ạ. Và ý nghĩa tiềm ẩn sức mạnh bên trong tư thế chiến đấu này chính là thứ vũ khí sắc bén nhất để đánh bại ma kẻ thù ạ. Và khi trưng bày tượng trong phòng khách thì không chỉ giúp cho ngăn chặn được tà ma ngoại đạo xâm nhập mà còn giúp bảo vệ gia đạo bình yên, mà có thể còn thể hiện được sự oai hùng và phong độ của người chủ ạ. Em sẽ quay tứ diện cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng ạ. Đây các bác có thể thấy là phần mặt sau của nó đây ạ. Mặt sau là một phần lũ ạ. Và các bác sử dụng tác phẩm này cho gia đình thì rất là đẹp ạ, một tác phẩm rất là phiêu ạ. Và vừa rồi thì em giới thiệu qua cho các bác một tác phẩm rất là VIP rồi ạ. Và nếu các bác quan tâm đến tác phẩm thì xin liên hệ từ số 2 ở cửa hàng là 0346059999 hoặc 0355678885 hoặc 0868688137. Và địa chỉ của cửa hàng là đặt tại 80C Vĩnh Hòa Mai, Hà Nội ạ. Và website của cửa hàng là sưởng tuonggỗ.com ạ. Các bác sau khi xem xong video thì nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cái Xưởng Tượng Gỗ ạ. Và các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận để nhắn viên bên em gọi điện tư vấn cho các bác ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.